Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Hôm nay thì mình có mời đến đây một anh bạn của mình. Anh này là người Mỹ, anh này là người Hàn gốc Mỹ Đình. Và hôm nay thì anh có về nước chơi một thời gian và mình có mời anh tham gia vào video của mình. Và tên của anh là Samsung Galaxy S6 phiên bản đến từ Mẽo. Và hôm nay thì mình sẽ cầm anh trên tay và xăm soi xem là anh sẽ có gì khác biệt so với cả phiên bản Việt. Và khi mà mua anh, chúng ta sẽ có lợi gì nhá. Đầu tiên thì hãy bắt đầu với cả bên ngoài. Thật ra trước khi mình bắt đầu cái video này thì mất khoảng 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Không phải là mình chuẩn bị kịch bản mà chỉ đơn giản là mình xăm soi xem là bên ngoài của chiếc máy này thì nó có bị xước sát thì không. Và câu trả lời là không. Mình đã tìm đủ mọi chỗ cho rồi, từ cạnh viền này cho đến màn hình, cho đến mặt sau, rồi kể cả mặt camera lồi lên thì nó vẫn không có một vết xước nào cả. À mà quên mất, tại sao mình lại nói về xước nhỉ? Về cơ bản thì anh là gái đã có chồng, tuy nhiên thì do không hợp nhau nên đã ly dị, nên anh đã chuyển hộ khẩu về Việt Nam ở. Mặc dù đã qua sử dụng những chiếc máy này về hình thức thì gần như là mới 100%, vẫn mang cho mình vẻ đẹp bóng lộ lồ lôn và không hề bị sứt mẻ một chút nào. Giống như là chiếc Samsung Galaxy Note 5 mà tò mò có giới thiệu hôm trước, thì điểm khác biệt về bên ngoài duy nhất của chiếc máy này so với chiếc S6 khác đó là có một cái dòng chữ cực kỳ chất và cực kỳ nổi bật ở đằng sau. Đó là dòng chữ Galaxy S6. Đó, các bạn chỉ cần nhấc điện thoại lên và nghe phát là người ta nhìn này, người ta biết là các bạn sử dụng S6 ngay. Và có lẽ đây là điểm khác biệt duy nhất giữa phiên bản Mỹ và phiên bản bình thường. Còn lại thì về các cái chi tiết mặt trước, mặt sau, phía trên, phía dưới như nào thì vẫn là y hệt. Chúng ta đã quá quen rồi và mình sẽ không cần phải nhắc lại nữa. Và bây giờ mình sẽ đi một chút vào bên trong. Về cấu hình thì chiếc máy này vẫn sử dụng con chip là Exynos 7420 và có mức RAM là 3GB. Máy vẫn đem lại một cái trải nghiệm rất là nhanh và mượt khi mình ra sử dụng. Về các phần mềm bên trong thì chúng ta chỉ có hai phần mềm có thể coi là phần mềm rác cũng được. Thật ra nó không ảnh hưởng nhiều. Đó là Pure Smart Remote và Phone Info. Phone Info này thì là chỉ đơn giản là các thông tin về máy, còn Pure Smart Remote thì là cái phần mềm để giúp chúng ta điều khiển các thiết bị điện tử trong nhà, ví dụ là đầu DVD hay là TV. Đó, anh bạn này thì là đến từ nhà mạng Sprint. Cái phần mềm này thì không xóa được, và chúng ta nếu mà muốn xóa thì cần rút máy. Nhưng mà thật ra nó cũng chả ảnh hưởng gì đâu, nên các bạn không cần phải lo lắng lắm. Đây là chiếc máy đến từ nhà mạng Sprint, tuy nhiên các bạn cứ yên tâm về sóng sánh cũng như là SIM của Việt Nam thì khi mà cắm vào đây thì vẫn sử dụng bình thường. Hiện tại thì các bạn để ý thấy là cột sóng đang chạy full vạch. Cái SIM mình lắp vào là SIM của Mobifone. Thế là các bạn yên tâm, đây này thậm chí nó còn hiện cả biểu tượng 4G cơ. Thế nên là các bạn yên tâm là mua về không cần phải rút hay là unlock gì cả, cắm SIM vào là dùng bình thường ngay. Và cuối cùng mà mình sẽ nói về chính sách bảo hành và giá tiền. Về chính sách bảo hành thì đây là máy đã qua sử dụng, tuy nhiên thì vẫn được nhận một chính sách bảo hành cực kỳ tốt. Đó là các bạn sẽ được bảo hành máy trong 6 tháng, đổi trả trong vòng 15 ngày và sẽ hoàn tiền trong vòng 3 ngày nếu như các bạn sử dụng máy và các bạn không thích. Và về giá tiền thì chiếc máy này đang trên kệ của 7S với mức giá là 7.399.000. Với một khuyến mại đi kèm, đưa 7.4 sẽ trả lại 1.000. Và vừa rồi mình đã có một video trên tay nhanh cho các bạn chiếc Samsung Galaxy S6 đến từ Mỹ. Vậy các bạn nghĩ gì về chiếc máy này? Các bạn có mua nó không? Hãy chia sẻ phần comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.